phải ngang điện thoại, phải ngang điện thoại á. Rồi bấm qua đây, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi đây nè, đây nè. Quý anh chị mà mua xe về á là nên vệ sinh xúc cái nước. Xúc cái nước một phần và xúc ở dưới cái lốc này nè. Đây đây. Cái đường nước. Cái đường nước mà đi từ ở bên cái két nước, cái đường nhỏ này nó đi thông qua bên cái lốc máy á, là quý anh chị nên là soi lấy cái vòi nước này nè. Soi thẳng vào đây. Cho khi nào nước nó trong để khi mà trong quá trình mình xài nó không có bị lấp bê nước nha. Chứ em vừa rồi mới bị một cái anh khách ở miền ngoài á là chủ quan, thì mình cứ nghĩ là mình xúc cái két nước này thì nó sẽ sạch, nhưng mà không ngờ là trong cái quá trình mà xài á, khoảng chừng xài liên tục khoảng chừng 2 ngày á, xài liên tục 2 ngày á, thì là cái cặn bã cái phèn ở trên cái động cơ á, nó sẽ qua cái két nước mà làm cho cái đường ống nhỏ này, đường ống này nè, đây đây đây, quay sát cái đường ống này, cái đường ống này nó sẽ không thông, nó sẽ nghẹt. Sát xuống dưới, sát dưới nè. Đó, cái đường ống này nó sẽ nghẹt và nó không có thông qua bên được cái két nước này, nên thành ra là nó sẽ bị tắc nghẽn nha. Bây giờ mình xịt qua về là nó thông nè, nhưng mà khi nào nước nó trong lại thì mình mới ngưng để vệ sinh cho nó kỹ nha. Đó, anh chị thấy nước mà nước ở trong cái két nước mà nó, trong cái lốc động cơ á, nó sẽ ra mà nó đen như vậy, như nước nước ao vậy nè, ghê không, cực kỳ luôn. Hoặc là lấy một cái vòi nước phong vào trong này đó, cái vòi rửa xe á, không giờ cái này nó trong thôi nha, đây nè. Nếu mà chủ quan mà quên á thì nó dễ bị cái hiện trạng là tắc nghẽn cái đường nước và lấp bê cái động cơ máy này đó, là máy nó sẽ có tiếng động lào cào luôn và nó sẽ hư luôn, nó dính máy luôn nha. Đó nên là mua máy cũ thì cần lưu ý và kiểm tra kỹ trước khi mà vận hành, là cái khu mà bảo dưỡng á, mình nói đến là cái khu cái lúc mà bảo dưỡng á để cho cái động cơ nó ngon hơn. Cái động cơ bãi thì hầu như là 90% là nó toàn bộ là nó rất là ngon, nhưng mà mình không biết cách mà để làm cho nó ngon á, không có biết cách cái sử dụng, hoặc là tháo một cái lớp bê nước, lớp bê từ bên cái két nước đây, chỉnh lại tí xíu, lớp bê từ bên két nước nó sẽ đi qua đây, mở hai con ốc này ra nó sẽ có cái lớp bê nước đó, và đồng thời là thay luôn nước nước nhớt mới luôn nha, lọc gió nữa nè, đây lọc gió, lọc gió thì mình muốn nó ngon á, mình mở ra mình thay luôn, đây thì cực kỳ luôn rồi, bỏ luôn, rồi, mọi người thấy không? Vậy là làm sao mọi người xài được? Dơ quá là dơ luôn, nó vẫn còn mới nhưng mà nó hơi bụi, vệ sinh luôn cái này nữa, là bảo đảm với quý vị, là bảo đảm với tất cả mọi người là xài là cực kỳ là bền luôn, không bao giờ mình gặp lại đó, không bao giờ khó mà mình gặp lại được đó. Xe như vậy sau khi mà rửa xong vệ sinh hết từ trong ra ngoài, rồi sau đó là em sẽ sơn lại những cái phần mình máy, chỗ nào mà nó rỉ sét, nó dễ tiếp xúc với nước nhất, nó dễ sét nhanh sét hư hỏng nhất là mình sẽ sơn lại hết luôn. À, sau đó là câu điện đèn còi lại và bắt đầu là lắp ráp đồ vô, sau đó là nổ máy thôi. Đó thì nó cực sẽ cực kỳ ngon cho quý vị luôn. Nhiều khi mấy bữa trước á mà giao cho thợ làm á, làm nó không có ấy, làm đại cho nó xong, còn cái nhiều khi mình về mình xài cái nó hư, mình về mình xài thì đâu có biết đâu, nó hư rồi cái bắt đầu nhiều khi đổ thừa qua là cửa hàng bán xe mông, xe má, xe dởm, nhưng mà thực chất á nè quý chị thấy không, soi từ lấy cái vòi nước soi vô đây là nó sẽ ra trên này nữa, mà nó vẫn chưa trong, nó vẫn còn phèn á, làm vài lần như vậy là nó sẽ sạch, là nó tốt lắm, cực kỳ tốt cái động cơ luôn. Cái con này là Hino này xài giá cực kỳ rẻ đó, 2602 một cầu, động cơ ba máy, con này thì chạy được 800 mấy giờ rồi, bao nhiêu số giờ đó, 800 mấy giờ đó, xác cái điện thoại vô. 852 giờ đó, là nên là
bây giờ bảo dưỡng tốt là để gửi cho anh khách ở Đồng Nai. Anh khách Đồng Nai thì thích xe một cầu nhưng mà rẻ, thì con này nó chỉ có khoảng tầm đâu đó hơn 50 triệu nha mọi người. 26 ngựa một cầu, động cơ ba máy, số cơ bên cơ, hơn 50 triệu thôi, chưa có phụ kiện, vỏ lớn thì tương đối thôi nha, không đẹp lắm nha, khoảng tầm 50 mấy triệu thôi là có một con xe. Con này mà thay vỏ lớn nữa thì vô thì đâu đó khoảng tầm 60 triệu là mình có một chiếc xe ngon để mà xài nha mọi người. Hino 2602 ba máy một cầu, hay lái cơ, số cơ bên cơ, cơ toàn bộ á. Thường thì một cầu thì nó sẽ là cơ toàn bộ. Đấy, bây giờ nó gần trong mà. Thấy là vừa ra là nước nó phèn này, cực kỳ luôn. Hino 2602 một cầu ba máy, vỏ nó đã đi là 11.224 đó, số cơ bên cơ. Con này thì mình làm lại mới hết, chị nào cần á thì liên hệ, xe đùi thẳng cực kỳ bền luôn đó. Nhưng mà con này thì mình sẽ dọn mới lại hả, nghẹt luôn cái ống từ cống nước từ bên này, bên két nước thông qua động cơ mọi người, nghẹt luôn, nghẹt cứng ngắc luôn. Con này động cơ nguyên rinh, một màu đen cực kỳ đẹp đó, nhưng mà vẫn phải sơn lại, mông má lại tí xíu cho nó đẹp hơn, tốt hơn nha, bền hơn đó. Quý anh chị nào mà cần thì liên hệ, xe máy là cực kỳ bốc luôn. Thông vô, thông được chưa bạn? Hơi hám là cực kỳ ngon, 26 HP thôi.